thông nhiệt, thấp nhiệt, huyết nhiệt, độc nhiệt, làm giảm thanh thải nhiệt độc của cơ thể, có thể gây ra mụn trứng cá trên cằm, quanh miệng, má, trán, ngực, lưng. Trứng cá nhẹ chỉ cần tác động tại chỗ, trứng cá nặng nếu không điều trị đúng, mụn có thể tái phát dai dẳng, để lại sẹo lồi lõm, các vết nám thâm đen rất xấu. Trứng cá nhất nhất nguồn gốc thảo dược, giúp tăng cường thanh thải nhiệt độc, dưỡng mát huyết, làm giảm viêm, sưng, tấy, đỏ, đau, trừ mụn trứng cá, hạn chế sẹo, các vết thâm nám trên da. Không chỉ tốt trong hỗ trợ điều trị, trứng cá nhất nhất còn giúp ngăn ngừa hiệu quả mụn trứng cá tái phát.